rau rau mà cho bỏ ăn là phải rửa, phải ngâm nước muối cho sạch nha. Cho ngâm nước muối 30 phút xong rồi rửa lại 3 4 ngâm nước cho nó sạch sẽ rồi mới cho bỏ ăn. Để ráo nước trưa cho bỏ ăn dưa leo để giải khát, trong cho nó mát mẻ trong người vì dưa leo chứa nhiều nước. Rửa sạch là được, không cần bỏ ruột, bỏ nó ăn ruột được. Ớt chuông mỗi ngày để bổ sung vitamin C. Diếp cá là để trong trong diếp cá nó có kháng sinh tự nhiên, nó sẽ giúp cho bọ chúng ta nó có chất kháng sinh tự nhiên nữa, mà không cần phải dùng kháng sinh để chống lại các bệnh tấn công. Cà rốt thì bổ sáng mắt, bổ mắt, vitamin A và nhiều canxi. Trung bình một bé bọ là cho một miếng ớt chuông khoảng vô đây là được rồi, hai ngón tay, một ngày cho nó ăn vô một miếng vậy là được. Hút 2 phút cà rốt rồi thì 2 miếng dưa leo vậy là được, một ít rau thêm cho nó. Nói gì là bổ sung rau vô nhưng mà cỏ khô vẫn là 100% nha. Cỏ khô Timothy cho bỏ dưới trên 6 tháng và cỏ Alpha cho bỏ bầu dưa và bỏ Baby dưới 6 tháng. Nén thì mỗi ngày 10 phải 15% thôi, khoảng hai mỗi 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 đứa một tách thôi, một tách trà thôi.